sao U22 Việt Nam tạo kỷ lục ở SEA Games, đạt đẳng cấp World Cup. Nguyễn Thái Sơn là một trong những sự lựa chọn khá bất ngờ của huấn luyện viên Philippe Chaussier cho hàng tiền vệ của U22 Việt Nam ở SEA Games 32. Ngôi sao thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa thi đấu đủ thời lượng trong cả hai trận đấu đầu tiên và đang có những màn trình diễn khá ấn tượng. Tại SEA Games 32, khó có cầu thủ nào bền bỉ như Nguyễn Thái Sơn. Ở trận ra quân gặp U22 Lào, tiền vệ của U22 Việt Nam chạy tới 11,4 km. Quãng đường di chuyển của tiền vệ sinh năm 2003 là nhiều nhất so với toàn bộ các cầu thủ ở lượt trận đầu tiên của bảng B SEA Games 32. Thành tích 11,4 km của tiền vệ U22 Việt Nam thậm chí còn cao hơn mức trung bình của một cầu thủ dự World Cup 2022, khoảng 10 km trên trận, trong khi mức trung bình ở ngoại hạng Anh là 10 đến 14 km. Người chạy nhiều thứ hai ở lượt trận đầu tiên bảng B là tiền vệ Chanarong Promserikaevk của U22 Thái Lan với tổng quãng đường di chuyển chỉ là 9,7 km. Đến trận thắng 3-1 trước U22 Singapore, Thái Sơn tiếp tục là người chạy nhiều nhất U22 Việt Nam với 10,7 km, đánh bại Campuchia, vận động viên Việt Nam lập thành tích không ai có ở SEA Games. Tại môn Cross SEA Games 32, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam là Vũ Thị Diệu Uyên. Đúng như những gì đã nhận định trước đó, kỳ thủ người Kiên Giang đang thể hiện phong độ rất tốt ở nội dung đơn nữ cờ tiêu chuẩn. Hiện tại Vũ Thị Diệu Uyên đã giành chiến thắng ở cả 4 vòng đấu đầu tiên. Ba đối thủ đầu tiên của Vũ Thị Diệu Uyên là các kỳ thủ tới từ Philippines, Lào, Myanmar. Đến chiều ngày 4 tháng 5, kỳ thủ của đội tuyển Cross Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ cao với thắng lợi trước đối thủ tới từ nước chủ nhà Campuchia và tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng. Như vậy có thể khẳng định rằng Vũ Thị Diệu Uyên đã giành một tấm vé sớm vào chơi ở vòng bán kết nội dung đơn nữ Cross tiêu chuẩn khi hai trận đấu cuối chỉ gặp những đối thủ khá yếu là Malaysia và Thái Lan. Hiện tại trong số 14 vận động viên tham dự nội dung này, Diệu Uyên là người duy nhất toàn thắng. Huấn luyện viên Chaussier trổ tài thao lược tính kế cho U22 Việt Nam ở bán kết. Sau trận thắng 3-1 trước Singapore, U22 Việt Nam được huấn luyện viên Philippe Chaussier cho nghỉ tập cả ngày 4 tháng 5 để lấy lại thể lực sau khi phải thi đấu vất vả ở khung giờ 16 giờ. Trong khi các cầu thủ nghỉ ngơi thì trợ lý của U22 Việt Nam đã được cắt cử đi theo dõi một số trận đấu tại SEA Games 32. Cụ thể, trợ lý Lê Minh Dũng đã có mặt tại sân vận động Olympic để ghi hình trận đấu giữa U22 Indonesia vs U22 Myanmar. Đây là trận cầu mà U22 Indonesia đã thị uy sức mạnh đáng sợ của mình với thắng lợi 5-0 trước Myanmar, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng A của SEA Games 32. Đây có lẽ là động thái chuẩn bị sớm của U22 Việt Nam cho vòng bán kết dù thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier vẫn còn 2 trận đấu nữa tại giải. Trợ lý phân tích dữ liệu Lê Minh Dũng sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về U22 Indonesia để ban huấn luyện có những tính toán phù hợp nhất. Tạo địa chấn tại SEA Games, huấn luyện viên Đông Timor gửi lời gan ruột tới huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại SEA Games 32, U22 Đông Timor không được đánh giá cao. Thậm chí, đội bóng này còn được xem là lót đường khi phải nằm cùng bảng với chủ nhà Campuchia, U22 Indonesia, U22 Philippines hay Myanmar. Sau hai trận đầu tiên phải nhận thất bại trước Campuchia và Myanmar, mọi thứ tưởng chừng như sớm kết thúc với U22 Đông Timor. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ 3 bảng A, đội bóng Tí Hon đã tạo nên cơn địa chấn lớn nhất kể từ đầu giải. Theo đó, U22 Đông Timor đã đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là U22 Philippines với tỷ số 3-0. Đây được xem là tỷ số không tưởng ở một trận đấu có sự chênh lệch về mặt chất lượng. Chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên trưởng U22 Đông Timor ông Park Sun-tae cho biết: "Tôi đến Đông Nam Á làm việc sau khoảng thời gian ông Park Hang-seo dẫn dắt Việt Nam nên phần nào tôi muốn gặt hái được những thành công như ông ấy. Bản thân tôi muốn bóng đá Đông Timor phát triển hơn nữa cũng như các đội tuyển ngày càng tiến bộ hơn. Hôm nay, đội bóng của tôi đã giành được chiến thắng tuyệt vời. Với tôi, ông Park giống như một nguồn cảm hứng bất tận vậy." Huấn luyện viên U22 Indonesia: "Chúng tôi chờ bung sức ở bán kết và chung kết SEA Games." Chiều ngày 4 tháng 5, đội tuyển U22 Indonesia bước vào lượt trận thứ 2 gặp U22 Myanmar thuộc khuôn khổ vòng loại bảng A môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023 SEA Games 32. Ở trận đấu này, đội bóng trẻ xứ Vạn Đảo đã đè bẹp đối thủ Myanmar với tỷ số đậm đà 5-0. Các pha lập công được ghi bởi Maslino Ferdinand, cú đúp của Ramat Hansan Anta và cú đúp của Farah Fazlurrahman. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Indras Jabri đã có những phát biểu đáng chú ý về sức mạnh của đội tuyển U22 Indonesia cũng như kế hoạch của đội bóng này trong cuộc đua tranh huy chương vàng SEA Games. Cụ thể, huấn luyện viên Indra cho biết các cầu thủ U22 Indonesia vẫn chưa bung sức mạnh tốt nhất trước các đối thủ. Ông đồng thời khẳng định đội trẻ xứ Vạn Đảo sẽ thị uy sức mạnh thực sự nếu họ lọt vào bán kết và chung kết tại kỳ đại hội năm nay.